Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Lê Hương TV. Hôm nay Lê Hương có dịp đi qua bệnh viện Hoàng Mỹ ở Thủ Đức, bệnh viện quốc tế Việt Nam, để rước đứa cháu của Lê Hương về. Thì hôm bữa Lê Hương quay bằng cái GoPro, quý vị, nó bị nóng á, nên nó bị đứng máy. Hôm nay thì Lê Hương rước về, thì Lê Hương cũng sẽ quay cho quý vị xem nhiều hơn về bệnh viện quốc tế của Việt Nam nha. Rồi xin mời quý vị cùng đi với lại Lý Hương. Thì bữa Lý Hương quay sao gần tới cái siêu thị mà Go, trước đó là Big C, giờ nó chuyển qua Go. Go này như của Hàn Quốc, Big C là của Thái Lan, ngày trước là của Việt Nam, xong rồi bị Thái Lan mua lại sao. Quý vị biết thì để thêm thông tin nha. Lý Hương nhớ phong phỏng vậy. Thì bữa quay tới đây là bắt đầu bị đứng hình nè, là do cái GoPro nó bị nóng quá, nó bị mát là đứng hình luôn, nghe tiếng không quý vị. Nên là thôi thì thông cảm thôi chứ biết sao giờ. Nó là rủi ro khi mà mình sử dụng máy móc thôi. Nên là máy móc nó cũng có hơi lắm quý vị ơi. Thấy trẻ nhỏ mấy đứa mà tin tin rồi nó đi học đi bằng xe điện nè quý vị, rồi nó không có đội mũ bảo hiểm. Rồi, bây giờ Lý Hương sẽ quẹo phải qua bên này. Đó. Chúng ta sẽ có 3 lên xe. Ô tô được đi lên kế cái ngăn chia đường á, cái ngăn chia đường như này. Nói chung là ô tô được đi 2 lên. Đó, bệnh viện Hoàng Mỹ nè. Phía trước luôn. Khu cấp cứu ở trước mặt luôn. Rồi mình sẽ đi, mình có chỗ để xe ha. Nói chung là bệnh viện cũng chỗ để xe cũng tha hồ luôn. Đó, cái này thì mình đi chậm chút xíu nè. Rồi, ở ngay đây á, nếu mà đi xe gắn máy á, bữa lần đi xe gắn máy á, thì mình rẽ bên tay trái mình xuống hầm thôi, có chỉ dẫn rất là dễ luôn quý vị. Có những bảng chỉ dẫn nè quý vị thấy không, lối vào hầm nè. Đó rồi, còn Lý Hương đi hôm nay Lý Hương đi ô tô để rước em bé cháu về để cho nó có điều kiện tốt hơn ha. Khỏi đó thì có những cái chỗ mà chúng ta để xe nè, có ô hết, sắp tới chuyển mưa nữa nên thôi có được ô tô thì tụi nó cũng đỡ. Để coi tụi nó xuất viện chưa, xuất viện rồi về luôn khỏi cần lên. Trước mặt quý vị là khu vực cách ly. 5 phút nữa các bạn nhỏ ra sẽ xuống. Rồi, để đi vòng cho quý vị xem nè. Đây khu vực cách ly nè. Ở đây thì có tượng tượng Phật. Một vòng ha. Trạm bơm phòng cháy chữa cháy. Đây nhiều ghế đá của Vietcombank, các công ty vô đây phía sau là quý vị. Đó, hầm đi lên lối đó đó, lối vô là nãy đúng không, đây lối ra nè. Nói chung cũng dễ lắm, mặt bằng đơn giản mà hoàn chỉnh hình chữ L á. Một trong những cái mà bố trí mà mặt bằng tốt cho bệnh viện là L. Đó, cái hầm đi ra.
Hết thôi, có một vòng vậy đó quý vị. Đây nè, mình sẽ dựng ở ngay đây. Nói chung cũng vắng á. Để đón ngay sảnh. Cái anh kia ảnh chạy thụt lùi lại, anh bảo vệ mới kêu là chạy thẳng luôn. Và mình chỉ đi một chiều thôi nha quý vị nha. Xe là từ Sài Gòn lên 51 nè. Hầm này thì không có để là có ô tô để được không? Hình như có ô tô vô. Không đậu xe khu vực này. Đó, muốn đậu xe thì phải đi vô. Đó, ngay cái chỗ mà Lý Hân đang đứng. 5 phút nữa các bạn nhỏ. Ở đây thì được khoảng chắc 4-5 được chiếc ô tô. Rồi, chờ các bạn nhỏ ra đây đi. Thôi tranh thủ lúc chờ Lý Hân đi vòng quay cho quý vị xem ha. Nói chung mà nếu như mà phấn đấu, gia đình phấn đấu quý vị, có được cái điều kiện có ô tô á, thì khi mà bệnh gọi là người thân mình á có bệnh tình gì á, đi thăm đi rước đồ cũng khỏe. Tháng mưa, hôm nay tháng mưa nữa. Rồi đi với Lý Hương nha. Cây sala trồng trong bệnh viện. Hoa này hoa gì ta? Hoa gì quý vị? Đây là khu vực canteen của bệnh viện. Trái sala. Này xe cấp cứu của bệnh viện. Khoa khám bệnh. Mình cũng có thể để xe ở trong những cái khu vực này quý vị. Có mái che ha. Bên đây nữa. Nguyên một hàng cao vua ở đường vô bệnh viện. Còn phía trước mặt là đường lộ ha. Đây có chỉ dẫn hầm gửi xe nè, cách đây 100m.
sâu rồi qua khu cấp cứu đi ra đây. Thôi giờ Lý Hân đi về đó quý vị. Bảo vệ nhắc nhở là trong đây là quy định của bệnh viện là không có chụp hình quay phim gì hết. Rồi quay cho quý vị được một xíu vậy đó. Thì Kha ơi, về nhà Lý Hương có chỗ tài nấu nướng, hai nồi bún riêu cua cho cả nhà. Và đây là không khí nhà Lý Hương nè, khá là ồn, quý vị thông cảm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cua ra, chúng ta sẽ lượt nha. Đây 500g cua. Qua đây. Đây cái nồi này thì mình đã hầm xương nè quý vị, giò nè, ôi ôi giò nè, rồi những cái cục giò viên ha, lấy thịt băm giò viên với lại tâm khô nè, quá hấp dẫn luôn nha. Nguyên một cục bát chè bự. Quá chè bự ngon luôn. Đó. Rồi, để tăng thêm cái độ ngọt, mình sẽ cho vô tiếp. Cái gì? Cục xương. Cục xương, cục giò, cục heo gì đó không biết. Cho nói lại á. Nguyên tô gì nè? Tôi uống riêu với lộn tô cua. Cua. Cua mình sẽ rây nha, và để cho nó sôi bừng lên nè. Không mà mình đổ vô, mình đổ vô cho nó tài quầy. Ra thấy gì chưa. Thì cái tiếng vừa rồi và cái người mà quay video cho Lý Hương đổ cua vô là em bé nhà Yến đó quý vị. Thì hôm nay là em đã được coi như là xong cái học kỳ này, cũng được học sinh giỏi này nọ. Thì Lý Hương có hứa là sẽ làm một nồi bún riêu siêu to khổng lồ để cho em. Thì đó, thì tranh thủ là về thì rước cái bé cháu về, rồi xong rồi về nấu luôn. Thì khi mà rước xong về tới nhà cũng hơn 5 giờ rồi. Thì hai cái nồi xương này là được chị Lý Hương nấu. Thì không khí nhà Lý Hương á quý vị, thường là có rất là nhiều trẻ con, rồi lúc nào cũng bật mấy cái nhạc YouTube hát nhà với nhố đó, nên rất là to. Thì cái này coi như là cái clip mà Lý Hương ghi lại kỷ niệm thôi. Đó, quý vị xem hết sức là thông cảm nha cho cái tiếng ồn, tại vì nhà đông người đó quý vị. Đó, thì nói chung là Lý Hương thì ở đâu cũng enjoy được, đông cũng được, mình cũng được, ở đâu Lý Hương cũng có thể tận hưởng được hết. Thì đối với Lý Hương hạnh phúc đơn giản lắm quý vị. Đâu đó thì mình cùng nhau mà được nấu ăn, rồi xong rồi cùng ăn với nhau, đó là một cái điều mà hết sức là hạnh phúc.
Đó, thì mình phải tận hưởng thôi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay hai cái nồi nước lèo của Lý Hương á, nó hơi bị chưa có đậm đà lắm. Đáng lẽ là với cái phần tất cả cái nguyên liệu này á, thì chừng một nồi nước lớn là vừa đủ, mà Lý Hương hơi tham lam nên là nêm á, giống như kiểu như là cái món tủ mà quý vị, nên là thích làm cho nhiều 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 đó, thì xong rồi đem về ngày mai Lý Hương ăn được hai phần nữa. Đó, thì cái này là hoàn phần huyết. Nói chung là đồ thì chị của Lý Hương đã mua từ lúc buổi sáng rồi. Huyết thì cũng có bỏ vô nồi để hâm cho nó nóng. Đó, thì nói chung là hôm nay ăn, nói chung là mọi người ăn cũng nói được. Nói chung chắc mọi người cũng khen khích lệ. Nghe đường vlogger về nấu mà sao nấu cũng hơi bị nhạt vị xíu. Tại vì do là bỏ nước lèo hơi bị nhiều. Khúc đầu cái nồi to bên phía bên tay trái nè là để hầm nguyên một cục giò khúc đầu luôn quý vị, giò xương rồi giò viên các kiểu. Rồi cái nồi nhỏ thì Lý Hương lại bỏ phần cua. Đó, sau khi hai nồi sôi qua sôi lại, Lý Hương chiết qua chiết lại nên á, cái phần mà đặc sắc hơn á, nó vẫn là nằm ở trong cái phần mà phần cua nhiều hơn. Thì đó, cái không khí nó chỉ có như vậy thôi. Thì thường về nhà Lý Hương á, thì Lý Hương cũng rất là không có thường mà quay gia đình, vì mọi người là không có thích quay lên lắm, nên là Lý Hương sẽ để cho mọi sự tự nhiên nhất. Đó, rồi quý vị sẽ xem cái video này thì cũng đừng nên comment nhiều về gia đình nha, muốn comment gì comment mình Lý Hương thôi nha. Và đó, ngày hôm nay coi như là đi bệnh viện Thủ Đức. Đó, thật ra Thủ Đức nói là Thủ Đức nhưng mà nằm ở trong địa phận tỉnh Bình Dương luôn á quý vị. Nó sát ranh Thủ Đức luôn, nên ghi là Bệnh viện Thủ Đức. Chứ nằm ở trong cái địa phận của tỉnh Bình Dương. Rồi sau rồi đi về thì coi như là cả nhà cũng ăn một cái món ăn rất là dân dã, bún riêu do Lý Hương nấu. Cuộc sống chỉ có vậy thôi, có rồi đâu hững hờ quý vị. Và đây, một tô mẫu của Lý Hương. Đó, Lý Hương phải múc cái nồi nước dùng bên cái nồi nước cua nè, xong rồi qua cái nồi nước xương. Và đây là thành phẩm. Enjoy thôi quý vị. Và đến đây thì Lý Hương xin tạm end video nhé. Bye bye quý vị.